Cô dâu Việt kể chuyện lúc mới qua bị mẹ chồng kỳ thị vì quốc tịch, nhưng không có lửa thì sao có khói. Lần đầu gặp mẹ chồng mình thì mình đã bị kỳ thị và có ác cảm bởi vì mình là người Việt Nam. Thì đây chắc có lẽ là một cái vấn đề muôn thuở với các cô dâu Việt, bởi vì là dù có muốn bênh vực đi chăng nữa thì cũng không thể nào phủ nhận được là có rất là nhiều phụ nữ Việt Nam sang Hàn kết hôn vì nhiều mục đích khác nhau chứ không phải là tình yêu. Sợ là hồi xưa mà có ai nói ra Hàn không ra gì mới lấy gái Việt Nam hay là gái Việt Nam sang bên này chỉ để kiếm tiền kiếm quốc tịch thì mình sẽ gân cổ lên cãi, nhưng tới khi sang bên này rồi thì mình mới thấy là nói chung phải có lửa mới có khói. Rất là nhiều bạn ở Việt Nam muốn sang Hàn sang Nhật đi làm vì muốn có thêm thu nhập gửi về Việt Nam giúp đỡ cho gia đình, nhưng mà xin được visa lao động ở Hàn nó rất là khó, cho nên là có rất là nhiều người sang với con đường là kết hôn qua mai mối. Ở bên này có rất là nhiều đàn ông Hàn Quốc với nhiều lý do mà không lấy được vợ hoặc là đã ly hôn á, thì người ta chọn cách là lấy vợ ngoại quốc. Kiểu quy trình mai mối nó sẽ là mọi người đăng ký cho một bên công ty Việt Nam, sau đó là người ta sẽ gửi thông tin cô dâu sang công ty Hàn Quốc cho rễ chọn, rồi nếu ưng ý thì người ta sẽ bay qua Việt Nam để xem mắt. Thường thì bên mai mối người ta sẽ hay thổi phồng profile của bên nhà trai lắm, kiểu giới thiệu không có đúng xác sự thật đó mọi người. Ví dụ anh này là quản lý trật tự chung cư thì là ảnh là bảo vệ, hay là giám đốc công ty bất động sản thì công ty là có một mình ảnh thôi, cho nên là ổng là giám đốc đó. Và cô dâu thì hầu như sẽ biết rất là ít thông tin về cái người mà mình sắp cưới làm chồng. Chỗ đánh đô tô nếu mà may mắn gặp người tử tế thì sống hạnh phúc không nói, nhưng mà nếu không hợp thì có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Và khi mẹ chồng mình lần đầu gặp mình biết là mình là người Việt Nam thì bà lên mạng tra thì toàn kiểu là các thông tin tiêu cực lắm, ví dụ như là có quốc tịch rồi thì dẫn bạn trai Việt Nam sang, hay là bỏ nhà ra đi ôm theo tài sản của chồng tùm lum. Mà nói chung là mình không có trách mẹ chồng mình, thì bà cũng là vì lo cho con trai người ta thôi. Sau đó một thời gian thì mình với mẹ chồng mình cũng đã hiểu, và bà cũng rất là yêu thương và tôn trọng mình. Nói chung là dù kết hôn qua mai mối hay là tự quen thì mọi người cũng hãy để lại cho người Hàn một cái nhìn tích cực hơn về cô dâu Việt nha, vì mình thấy là phụ nữ Việt Nam mình rất là chịu thương chịu khó, thật thà nhân hậu, cho nên là hễ mà có ai nói xấu gì phụ nữ Việt Nam mình là tôi nghe tôi cũng buồn lắm á. Thật ra cũng đúng như chị gái này nói, bên Hàn cũng không ít trường hợp đồng hương ta phạm pháp làm điều xấu khiến cho hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế bị xấu đi. Chỉ mong rằng tình trạng này sẽ sớm được thay đổi. Mong rằng chúng ta hãy văn minh và lương thiện để những điều tích cực ở Việt Nam được lan tỏa khắp muôn nơi. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.